Ok bạn ơi, thì mình là Văn Huyền đây. Thì hôm nay mình nghe nói là Đức với là chị Mon có thử thách gì đấy cho mình không biết thử thách gì nữa. Hôm nay mình có một thử thách cho Văn Huỳnh, đó chính là xây nhà ở trên cây. Và nếu như Văn Huỳnh hoàn thành thử thách trong vòng 24 giờ sống qua đêm, ăn uống ngủ nghỉ trên cây thì sẽ nhận được giải thưởng, đó chính là 5 triệu đồng nhá. Và đây là cái cây bưởi chuẩn bị thực hiện thử thách. Đó, ở ngay sân nhà mình thôi. Có gì mình quan sát ở trên camera. Đấy, đấy. 5 triệu đồng nhá. Ui, thế lên được 7 triệu luôn á. Ok, nhưng mà thức ăn, đồ ăn, đồ uống là bạn tự chuẩn bị nhá. Tự okay, xây nhà được. Nhưng mà phải 24 giờ mới được nhá. Nhưng xây nhà trên cây cũng khó rồi, cây bưởi không rồi. Có nhờ một ai giúp luôn đấy. Một mình nhá. Làm. Thế là cảnh sinh. Nhưng mà tôi nhiều tấn giúp trong tôi gửi tấn tầm 100 được không? Không. Không được, phải tự. Chỉ có đưa đồ lên hộ thôi chứ. À, đưa đồ lên hộ thôi chứ không được lên cột dây hay là xếp xếp gì trên đấy. Thì vẫn đưa đồ ăn lên rồi đúng không? Đúng. Tính từ thời điểm hiện tại là 3 giờ đến 3 giờ chiều hôm sau nhá. Ok. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi lấy gỗ khó và lắm, đừng bỏ cuộc đi. Thôi. Này nói là khó lắm đừng bỏ cuộc đi nữa chứ. Đái cái kiểu đấy. Thôi, béo mày trèo lên ngã. Ừ. Béo mày trèo lên ngã. Ừ. Mẹ có khi nhá, chị bảo nhá, đi leo lên đấy nhá. Cái này chị không phải là nói xui đâu, nhưng mà mày leo lên đấy mày béo mày gãy cái đấy. Rồi ở đây tốn tiền thuốc còn hơn. Nhưng mà bây giờ làm một clip khác thì hết tiền rồi, không có tiền đầu tư. Thì liều thôi biết sao. Thôi ai biết mày đâu, mày cứ làm đi, được thì chị cho mày 2 triệu. Ok các bạn ơi, thì bây giờ thì mình sẽ đi kiếm gỗ và mấy tấm ván nha. Thì mình sẽ xây dựng ngôi nhà trên cây đấy. Ok. Ok bạn ơi, thì ở nhà bà có nhiều khúc gỗ này, thì chắc bây giờ thì mình sẽ mượn vài khúc gỗ để mình làm ngôi nhà trên cây nha các bạn nha. Đấy. A few moments later. Ok các bạn ơi, thì đây là ngôi nhà của mình nhìn từ dưới lên trên nhá. Nhìn cũng khá cao phết đấy các bạn ạ. Ok các bạn ơi, thì hiện tại đang là 3 giờ 30 phút nhá. Đấy, thì trên này mình đã đem đồ ăn lên đây. Đây là có, để mình đổ ra cho các bạn coi nhá. Thì ở đây là có 2 gói mì tôm này, 1 túi xúc xích này, 1 cái cơm chiên này. Và cái này là cái không thể nào mà thiếu với mình được các bạn ạ. Và đây thêm 1 túi kẹo nữa. Đấy. Ok các bạn ơi, hiện tại mình đã lên tới đây nhá. Nhìn từ đến này nhìn xuống cao phết đấy. Khứa kia làm gì đây? Thôi đừng rồi, đừng. Sập đây. Đưa phá để tôi mượn lên tân gia nhà tôi nhá. Ok. Thế bạn nhà, mình có chỗ là bỏ đồ rất là hợp lý luôn đấy. Theo đồ lên này, xong ngồi trên này ngồi cao cao ăn chiu chiu ấy. Thế là mình nghe tiếng chim kêu nữa, trời. Ăn cái xích cho đỡ đói các bạn ạ. Ăn không Vũ? Không. Không ăn à? Không. Đang giảm cân. Mời các bạn nhá. Ngon phết. Nói chung ấy thì mình khuyến cáo các bạn không nên học theo làm tại nhà nhá, bởi vì nó rất là nguy hiểm các bạn ạ. Kiểu là mình không có tiền để mình đầu tư làm clip ấy, nên là mình phải làm như thế này thôi. Nên là mình chủ yếu là mình làm clip cho các bạn coi thôi, nên là mình mong là các bạn đừng có làm theo tại nhà nhá, bởi vì nó rất là nguy hiểm ấy. Ngon phết các bạn. Kiểu cảm giác ở đây này nó chill ấy. Bạn nào mà xem clip của mình lâu rồi ấy, các bạn cũng biết được là kiểu clip nào mình cũng đầu tư ấy, đầu tư tiền cả đóng luôn, nhưng mà mình bị lỗ nhiều quá nên là hôm nay mình không có tiền để đầu tư nữa. Các bạn cũng thấy đấy, kiểu là kênh của mình hơn 1 tháng chưa ra video các bạn ạ. Nên là các bạn cũng biết là tại sao mình không ra video là bởi vì mình không có tiền để đầu tư ấy. Nhưng nên là mình mong các bạn xem clip này thì các bạn nhớ cho mình xin 1 like và 1 subscribe để ủng hộ cho mình nhá. Bây giờ mình ăn nốt miếng các bạn ạ. Kiểu cảm giác ở trên này một mình ấy nó cũng khá là buồn ấy. Bây giờ thì mình sẽ chơi game nha các bạn nhá. Kiểu là trong vòng 24 giờ ấy mà mình thức nguyên hết cả 24 giờ ấy thì cảm giác nó rất là mệt luôn. Nên là bây giờ thì mình sẽ chơi game một tí để thời gian nó trôi nhanh qua. Và sau khi mình chơi game xong ấy thì mình sẽ đi ngủ một tí nhá. Đấy. Và tí nữa có gì hay ho ấy thì mình sẽ tiếp tục quay tiếp cho các bạn coi nhá. Ok. Hiện tại trời cũng đã mưa rồi nhá. Đấy. Ơi. Đủ được ban tổ chức cung cấp áo mưa các bạn ạ. Hiện tại chỗ mình cũng đang hơi mưa rồi các bạn. Kiểu là mưa bay bay rồi ấy. Để mình khoe cho các bạn coi nhá. Đấy, nhà mình có cả chỗ để dép nữa này. Đấy, nhìn hoành tráng không? Xịn sò phết đấy. Đứng lên. Ơi. Cung cấp lương thực. Ủa, ngon đấy, cái gì vậy? Đó tự sinh tự diệt. Thôi cho tí nhá, đói quá. Lá tự ăn. Cái lá này cũng phải sinh tồn ăn. Đó. Cái lá này nó sống rồi. Ăn một cái. Ai cho? Đồ có tao mà. Chết rồi, chị mong cho rồi. Thử thách sẽ còn đồ ăn nữa hả? cho Vũ. Cho một cái. Tội quá, thôi cho một cái. Ác độc vậy.
Các bạn thấy về tôi chơi chỉ mon ngoài đời ác lắm các bạn, không như trên mạng đâu. Đây là cái này nhá, bao nhiêu sự tinh túy như thường của mình. Đấy, bé mình lên rồi đấy. Giờ anh Tuấn ra gọi tôi. Bắt đấy nhá. Thế luôn mình đã không muốn ăn rồi, bỏ nó cứ đưa cho mình ăn thôi. Mời các bạn nhá. Đói quá các bạn ạ. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ làm thử khách tẩy cây bưởi nhé. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ làm thử khách tẩy cây bưởi nhé. Các bạn ơi, hiện tại nhà mình đang rất là đông nhá. Thì có các cô chú sang nhà mình chuẩn bị tân gia nhà mới các bạn ạ. Đấy, mình mời các cô chú sang tân gia nhà mới. Không phải đâu, xem đây, con khỉ nó leo cây là mọi người chỉ... Ok bạn ơi, thì nói chung thì tất cả anh em đang nằm trong nhà ấy, mà mình nằm thế này một mình rất là chán luôn. Thì bây giờ thì sẽ đi ngủ một tí nhá, để cho thời gian nó trôi nhanh qua các bạn ạ. A few moments later. Ok bạn ơi, thì tại mình vừa mới ngủ dậy các bạn ạ. Tuấn ơi, cứu tôi với. Bạn pha cho tôi một gói mì tôm được không? Tí cho bạn 5 lít. Ok. Ok. Cảm ơn nhá. Để một người đàn ông của gia đình các bạn ạ. Giúp luôn, lúc nào cũng giúp mình các bạn. Đấy. Ui, đang đói. Bạn mà ngã xuống tôi giúp bạn cho đi bị viện nữa rồi. Ok. Thế cảm ơn bạn nhé, bạn vào nghỉ ngơi nhá. Không, tôi ở đây tôi chờ khi bạn ngã xuống tôi biết bạn. Hiện tại đang là 8 giờ đêm rồi các bạn ạ. Đấy. Mời các bạn ăn nhá. Ui, thì lúc cảm giác đang đói. Từ sáng tới giờ mình chưa ăn cái gì. Lúc chiều mình có ăn một cái bánh chuối với lại một cái kẹo gì đấy thôi. Mời các bạn nhá. Mình không biết là các bạn có xem clip của mình tới đoạn này không nữa. Thì nếu bạn nào mà xem tới đoạn này thì comment nhá. Comment bảo là em xem tới đoạn ăn mì cho mình biết nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm giác đang đói và ăn cái gì cũng ngon các bạn ạ. Nhưng bây giờ thì mình cũng xin nói luôn là mình mong là các bạn đừng có học theo mình làm tại nhà nhá, bởi vì nó rất là nguy hiểm các bạn ạ. Mình thì mình cũng cảm thấy rất là nguy hiểm luôn, nhưng mà nói chung là hy sinh vì clip để cho các bạn coi nhá. Ok bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ làm tí nước các bạn ạ, vừa ăn xong. Thì mình làm clip khác ấy thì mình cảm thấy nó rất là bình thường luôn, nhưng mà làm mỗi khi mà làm clip 24 giờ gì đấy nó mệt, kiểu nó mất thời gian ấy. Trong vòng 24 giờ đấy mình chỉ làm đúng một việc thôi, mình không có chơi bời gì, ai rủ đi chơi gì hay là rủ đi đâu cũng không đi được. Bây giờ thấy Đức này, Tuấn Ma này, Long Vũ này, thì bây giờ mọi người đi đá bóng hết rồi mọi người ạ. Bây giờ chỉ còn mỗi mình ở nhà thôi. Cảm giác hôm nay có kèo đá bóng nhưng mà mình không đi được ấy. Cảm giác nó chán. Bây giờ thì mình không biết làm sao cả các bạn ạ. Bây giờ thì tất cả em đi hết rồi, còn mỗi mình ở nhà thôi. Thì chắc bây giờ thì mình sẽ mở review phim một tí xong mình sẽ ngủ nhá. Nói chung là mình không biết là các bạn nào giống như mình không. Nói chung mỗi khi mà mình đi ngủ ấy thì mình đều mở review phim để mình coi các bạn, để cho dễ ngủ ấy. Ok bây giờ thì mình sẽ đi ngủ tí thôi. Đến đây đóng. Hạ Nam không chấp nhận sự vô lý này, liền bị ăn một bài học quan trọng nhất của xã hội. Chỉ kẻ mạnh mới có quyền quyết định. Nhóm của Hạ Nam phải chịu đựng bạo lực hội đồng. Biết bao nhiêu cái đại ca. Ok bạn ạ, hiện tại đang là gần 3 giờ sáng rồi nhá. Thì nói chung ở đây là đã ướt hết rồi các bạn ạ. Còn lại bên này cũng chưa ướt lắm, bởi vì là trên này có lá cây nhiều quá ấy, xong nó che bớt rồi các bạn ạ. Còn bên này ấy, thì cây gối của mình cũng đã ướt rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn cái sân nhà của mình ấy thì các bạn cũng biết rồi, kiểu là trời mưa này nó ướt hết rồi các bạn ạ. Nhưng mà không sao, bây giờ thì mình sẽ cố gắng hoàn thành thử thách nha. Các bạn nhìn thấy không, bây giờ áo mưa của mình cũng đã ướt hết rồi các bạn nhá. Kiểu là bây giờ trời mưa xong mình bị ốm, xong cái giọng của mình nó hơi bị thay đổi các bạn ạ. Thì nói chung bây giờ mình cũng muốn bỏ cuộc lắm, nhưng mà thôi. Nếu mà mình bỏ cuộc ấy thì các bạn sẽ thất vọng vì mình đúng không? Nhưng mà không sao, bây giờ thì mình sẽ cố gắng hoàn thành thử thách nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi ngủ thôi. Ngày mai có gì hay ho thì mình sẽ tiếp tục quay tiếp nhá. Các bạn ơi, bây giờ là hơn 4 giờ sáng rồi mà mình thấy trời mưa ấy. Mình bảo Huỳnh vào nhà ngủ mà Huỳnh bảo là
cố gắng làm để mai có clip để đăng cho anh em xem. Sân trời mưa ướt hết cả sân rồi này, chăn chiếu chắc ướt hết rồi, làm gì có gì mà ngủ. Ủa nha, bị sao vậy? Lúc nãy em làm clip thử test 4 giờ trên cây, nó bị ngã xuống. Đại trưởng mọi người à, mọi người nhìn có thấy cái chân của Sơn không? Hả? Ui, mọi người như cái giò hay không? Có sao không? Có đi bệnh viện không? Như gãy rồi sao á? Ui, chắc là gãy chân rồi sao? Thậm chí như gãy chân nữa. Nó sợ phải đi bó bột á. Có đau lắm không? Nó đau nữa mà nó khóc luôn. Không nghĩ là nó sẽ sưng đến như vậy. Ô hồi nãy nó đâu có sưng dữ lắm đâu nhờ. Còn có. Nè, để cho mọi người quay từ xa cho mọi người thấy. To đùng như thế này cơ mà. Đây. Vãi cái chữ. Anh ơi, Quỳnh nó bị gãy chân. Sưng lưng như thế này luôn mà, gãy chân rồi mà. Hả? Gãy chân rồi mà. Đã chín cây à? Ừ. Đã. Kìa giờ không biết làm sao mà. Sưng kìa. Sưng chiều bù luôn. Ừ. Em phải chìm đá mà. Ừ. Như cái giò heo. Để tôi đấu cho bạn gà. Trời ơi. Thôi vào trong nằm đi. Đấy thấy chưa bạn mấy bạn. Đấy thấy chưa mọi người. Quay clip cho mọi người xem mà té từ trên đấy xuống chúng tội luôn, mọi người bấm like đi. Thôi khóc gì, thôi vào trong nghỉ ơi đi, mai đi chụp hình coi như cái này. Chị nghĩ là nó gãy rồi, nó mới sưng như vậy. Đau, đau nó đau vào tận trong tủy luôn. Đấy thì nó gãy rồi thì nó mới đau tới tủy đó. Ôi giời.